Happy Life xin chào các bạn. Muốn đạt được điều gì đó, chúng ta cần học theo những gì mà người khác đã làm để đạt được kết quả như ý. Thành công cũng vậy, khi bạn muốn đạt được thành công ở một số lĩnh vực nhất định, bạn cần phải sao chép và mô phỏng những gì người thành công nhất ở lĩnh vực đó đang làm. Có một câu nói rất hay là khả năng sao chép của bạn dự báo chính xác thành công bạn đạt được trong cuộc sống. Nói cách khác, chúng ta cần có những người cố vấn, người sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn muốn có. Danh họa Picasso từng nói, nghệ sĩ giỏi là người sao chép, nghệ sĩ vĩ đại là người ăn cắp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy tất cả các câu trả lời chỉ từ một người. Hãy tìm cho mình một vài người cố vấn. Và khi đã tìm được, làm thế nào bạn học được và áp dụng những thành công của họ vào cuộc sống? Chẳng hạn như về 4 khía cạnh căn bản giúp xây dựng cuộc sống tốt đẹp là sức khỏe, giàu có, tình yêu và hạnh phúc. Happy Life tin rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình nếu áp dụng những quy tắc sau đây. Quy tắc 1/3. Hãy chia cuộc sống của bạn thành 3 phần bằng nhau và sử dụng chúng theo cách sau. Dành 1/3 để trợ giúp những người dở hơn bạn. Họ sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Dành 1/3 cho những người bằng bạn. Họ sẽ cho bạn cảm giác có người ở bên cạnh. 1/3 còn lại dành cho những người đã đi trước bạn 10 đến 20 năm. Những người này có thể làm bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng đó chính xác là điều bạn cần. Đừng tìm người chỉ giỏi hơn bạn một chút, vì nó sẽ giống như người mù dẫn theo một người mù. Hãy làm theo quy tắc 10 lần. Nếu muốn đạt được thành công vượt trội trong cuộc sống, bạn cần đặt ra mục tiêu lớn hơn gấp 10 lần bình thường và phải bỏ ra gấp 10 lần công sức. Khiêm tốn. Những người khiêm tốn là những người thành công nhất. Khiêm tốn và cởi mở sẽ giúp bạn học hỏi được những điều mới, cho dù bạn đang ở bất cứ vị trí nào. Kiêu ngạo không chỉ là kẻ phá hoại các mối quan hệ, mà còn phá hoại cả các tổ chức. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân đã biết hết tất cả mọi thứ. Kiên trì. Thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Bạn cần nhớ rằng đẳng cấp luôn có cái giá của nó. Chi phí có thể giết chết ước mơ, hy vọng và tham vọng của bạn. Sự kiên trì thì khác, đó là khác biệt quan trọng nhất giữa người thành công và không thành công. Không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng là một điều không dễ dàng, nhưng rất đáng giá, và điều đó chính là mấu chốt để đạt được mục tiêu. Đọc sách. Sách là người cố vấn tốt nhất, vì không phải tất cả những người có thể hướng dẫn bạn đều còn sống trên đời. Sách là một kho báu vô hình, một người bạn mà bạn gặp đi gặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Sách có vai trò lớn trong việc định hình cá tính và suy nghĩ của bạn. Hãy tạo cho mình niềm đam mê đọc sách và tận dụng hết những gì mà bạn học được. Chịu đựng nghịch cảnh và lạc quan. Có hai loại người, người chịu đựng nghịch cảnh và người hưởng thụ. Người chịu đựng nghịch cảnh có thể buông bỏ niềm vui hiện tại cho một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai, trong khi người hưởng thụ thì chỉ sống cho hiện tại. Nếu muốn thành công, bạn phải là người chịu đựng nghịch cảnh. Vì vậy, hãy rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ trước mọi nghịch cảnh. Đó chính là một trong những điểm tối quan trọng đưa bạn đến thành công. Vừa rồi là những nguyên tắc giúp bạn xào nấu lại những gì mình học được từ người thành công. Và lời khuyên cuối cùng Happy Life muốn dành tặng cho bạn là tất cả nên chú trọng vào sự phù hợp. Đừng biến bản thân trở thành bản sao của kẻ khác, mà hãy biến những điều hay của người khác thành yếu tố tạo nên thành công của chính bạn. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để theo dõi những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.